Xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình là ZFG. Và chào mừng quay trở lại với It Takes Two với khỉ đột GVM. Tại sao ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng... Thế tôi gọi ông là gì đấy? Gorilla nhá. Ông gọi tôi là người. Gorilla. Gorilla. Chào mừng quay trở lại với It Takes Two, the game mà chúng ta sẽ hóa thân ở ngày 2 của B với mục đích cuối cùng, đó là giải quyết mối quan hệ đang rạn nứt và quay trở về với đứa con thân yêu của chúng ta, cái đứa mà đã ám lời nguyền chúng ta để chúng ta biến thành 2 của B đấy. Để con với cái đẻ ra để có trứng ăn ngon hơn. Bực cả mình. Bắt đầu. Trứng luộc. Không biết bao tập thì hết nhở. Hôm nay là thứ tư rồi. Có khi là nếu mà nó dài quá thì mình cứ chơi miết luôn đấy. Một tập dài tiếng đồng hồ luôn đấy. Có khi nó hết thật nhanh. Đoạn này hôm qua xem rồi hả? Nhìn là sẽ chiếu lại. Tức là bọn mình đang vào trong tổ ong bóc cầy. Và con ong bóc cầy này nó đang được điều khiển một con ong chúa. Mà ong chúa lại là ong chúa robot. Tôi cũng không hiểu logic game nó nằm ở đâu, nhưng mà đòi hỏi gì nữa là các bạn. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ đó là phải tiêu diệt được cái bọn ong bóc cầy đấy. Tại vì là bọn ong bóc cầy đấy là kẻ thù của bọn sóc. Bọn sóc nó sẽ giúp mình tìm được đến đường để đi đến phòng con gái mình nếu mà mình giúp bọn nó. Rồi đây, bây giờ là chúng ta sẽ... Rồi. Hả? Chúng ta sẽ tiếp tục đi vào trong kia chứ còn gì nữa. Cái nến này nó cháy đúng không? Ê, nếu cái tôi dùng tôi phọt cái nhựa cây nó có nổ không nhỉ? Không. Sao vớ vẩn vậy? Đi tiếp đằng này à? Đi đây à? Tôi nghĩ là vậy. Ở trong này giống như kiểu chuẩn bị tổ chức party sao mà đèn khắp nơi. Đèn điếc nháy như kiểu cái thông Noel vậy, nhìn hay vậy. Mấy cái bạn mà kiểu thế hệ Gen 20 Gen X, Gen Y, Gen Z các thứ là hay cầm cái dây này nó quấn quanh người trong chụp ảnh này. Buồn cười vãi nồi. Tôi không hiểu tại sao luôn. Cho tôi có một bà chụp ảnh như thế xong dây thở điện giật banh mồm rồi. Khổ quá. Ui, cái gì kìa, con sâu hả? Con ấu trùng của ông. Con nhộng. Cái con này ngày xưa ăn được. Đúng rồi, con này ngày xưa tôi với mọi người hái ra trên tổ ong. Xong đem nướng ăn ngon phết không? Thực ra tôi thấy ăn ngon. Ăn béo 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 béo. Tôi toàn ăn sống luôn. Vãi kinh quá, tôi không dám nha. Tôi thích ăn mấy con kiểu nhộng như các thứ, không biết các bạn thấy không, nhưng mà con tằm như các thứ mình thích ăn cực. Nhưng mà nhiều người không ăn đâu, bị dị ứng. Tôi ăn nhộng bình thường. Ui kìa, nó còn sinh ra nữa kìa, ủa gì, ý là sao? Hay là đốt, hay là tốt, có khi đốt cái tổ đó luôn đấy. Được chưa? Ấy ông bắn vào tổ luôn đấy. Được rồi đấy. Mình phải phá tổ của nó luôn. Ui, đông thế. Đầy này. Sợ vậy. Đoàn. Ở bên trong kia, bây giờ mình cần phải tiến vào trong kia để mình phá tổ nó. Đúng rồi đây, giờ tôi vào này. Phá được cái gốc của nó. Tiêu diệt tận gốc rồi. Rồi, bắn tổ. Ôi. Làm sao ông nhá, bên cạnh. Rồi. Đây, mấy con ở cạnh này. Ui, nhiều thế. Từ bình tĩnh đấy. Đây nó này. Khỏe thế nhở. Ui ồ. Tôi bắn được tổ của nó đấy. Tôi bắn được tổ của nó rồi. Ây, nó ở gần tôi quá, má ơi. Ok. Ok bạn nhớ. Nào. Được chưa, ổn chưa? Tôi thân đây nào. Rồi ok, bắn tung chân bạn nhá. Đi tiếp. Chắc hết rồi. Vẫn còn ngoài đây nữa này. Trong này có một cái tổ nữa, trong này có một cái tổ nữa. Nguy hiểm vậy rồi. Đây, sư đốt. Cẩn thận, ui. Tôi mất nửa cái máu, ông này, vậy hả? Bọn này nó tự hủy à. Tổ của nó tôi phun lên rồi kìa. Bắn tới chưa? Okay, tới rồi, ok. Ghê vậy. Cái tổ ra. Nhìn khổ vãi nổi ra. Mình ác thật đi. Thề. Mình ác mà. Đi vào đây. Ồ, đá này. À. Hang đá. Không, đá không để làm gì đâu. Tôi nghĩ là cần phải đu càng lên này. Đúng rồi, mình đu nhá. Ai. Ui. Ủa cái gì đấy? Giống như phọt trung tâm chính trị của nó này. Khối lỗ. Ê, vào đây được không? Lỗ để chi cháy. Ở chung đấy. Tôi không biết. Nếu ông sợ thì... Rồi xong. Này thì chính với trận trị. Để tôi xem thử nha, nhà leo trên này có cái gì hay không. Pro tip, nếu thấy một cái lỗ ở giữa trung tâm chính trị các bạn không nên chui vào đó. Khả năng cao các bạn sẽ chết. Đấy, bắn có một cái đường ở trên cao kìa. Hả? Không, ông bắn vào cái chai đi, ông bắn vào cái mấy cái đang bao vào cái chai đấy. Để bịt nó lại. Ồ. Nhưng mà còn những con nữa kìa. Ok. Mới còn gần. Nó lại gần nữa. Từ bình tĩnh. Rồi ok. Đây, okay. Để tôi phun lên cái chai. Rồi. Cái chai thứ 3.
Ui, con gì đấy? Con gì mà hồng hồng đấy? Phải Mortar Wolf. Phải nồi, con này nó muốn khoan mình à? Ui, nó cả cầm súng nó bắn này. Ơ, nhưng mà con này không có giáp. Con này không có giáp thì đỡ. Đấy. Mày. Ấy à, ấy à, ơi, nó có độc ạ. Ui, nó có độc, nó có anten trên đầu ạ. Phải nồi đỏ thế. Không hề xanh chín. Được à. Nửa gần nửa cái máu rồi, ok, 1/3. Rồi. Ôi, vãi nồi. Thì gần nửa. Ôi, nửa cái máu rồi. Ở đấy, nửa đấy. Nửa cây rồi. Phải, đau, độc, đau. Đau. Đau quá. Tiếp tục, đây. Ui. Wow. Độc quá. Ôi, vãi cả nó bắn xuyên luôn cả mấy cái chai à. Nó chết rồi. Rồi, được chưa. Cần tí nữa. Rồi, ok. Wow, đấy là con gì? Đây còn cái chai nữa không? Có chai nữa. À đây. Còn nữa. Đúng rồi. Xong. Ủa, giờ sao? Mình nhảy lên cái chai hả? Tôi nghĩ là vậy á. Mình làm sao mình leo lên ta? Đây. Ủa, sao lên được? Ông đi đường nào thế? À, đường ngoài. Đây, ở cái xác kia kìa. Ok, thấy. Ok, lên nơi rồi. Wow, đẹp quá. Rất xinh đẹp tuyệt vời. Rất vui vẻ hả? Ở đây. Gì hả? Ở đây. Tứ. Ủa đâu rồi? Where are you? Đấy, ở đằng sau đấy. Đây. Nhanh vậy. Lại chụp cái hố tiếp. Cảm giác kiểu Alice ở xứ sở thần tiên ý. Nhưng mà đây là Alice. Mình là ở xứ sở không điên luôn. Ồ. Cái gì đấy? Ủa làm sao viết kịch hả? Ha, từ từ. Câu chuyện của nó ấy. Ôi, ngày xưa đánh nhau với khủng long. Đây có những cái gì đây? Tôi vặn được. Chụp ảnh, máy ảnh như này. Có máy ảnh như này. Tôi đi. Để làm sao này nha, để tôi nhắm à đây, nhắm cái đã. Zoom được không? Ủa sao zoom? Wow. Vãi rồi, zoom cơ 9.10x ạ. Vãi linh hồn. Tôi lỡ tắt mà chưa kịp chụp. Đây, như vậy nha. 1, 2, 3. Vãi nồi. Ôi, nó nhả cái ảnh ra. Không nên cho các bạn chụp ảnh. Chụp chán vừa lỡ. Ông chụp lại, ông đứng lại, tôi chụp cho ông cái kiểu nhìn nó phải xịn sò. Không, tôi chụp thử, tôi xem thử như thế nào đâu. Đứng vào, tôi chụp cho. Ném lên bộ sưu tập. Không, bộ sưu tập này, thấy không? Ok, đứng vào đi, đứng vào tạo dáng đi, tôi chụp cho kiểu. Có đèn nữa đúng không? Hình như cái nút trên là nút gì tôi còn chưa biết. Không, đấy là hình như là hẹn giờ á. Vâng. Vãi nồi. Đây, con ngựa là hay vậy. Đâu, để xem cái ảnh như thế nào. Nghiêm thú mà là. Tại sao nó có mỗi mình ông còn tôi đâu? Đâu? Ông giờ nhìn cái ảnh này, có mỗi mình ông à, còn tôi đâu. Vãi nồi, không phải tin gà. Được. Thôi rồi. Bây đọc cái câu chuyện của nó đi, Đầu tiên này, đó là nào đánh nhau. Con sóc to đến. Ê, ông đứng vào trong này luôn thử xem. Ây, ây. Con ngựa vãi nồi. Ây vãi. Đi đây, okay. Đầu tiên là có một con sóc rất to đến. Đuổi nhau. Sóc con đi à? Chắc là vậy. Sóc bạo chúa đến à? Ok. Sau đó thì tụi nó đánh bọn nhau với ong. À, chiếm chỗ của bọn ong. Nó chiếm chỗ của bọn ong. Ông đang cứ ong à? Chui vào tổ ong. Ê, đừng nhốt tôi hôm nay vãi nồi. Sau đó bọn nó nghiên cứu cái gì? Công nghệ cổ xưa này. Hết rồi. Ý là sao? À, tôi hiểu rồi. Tức là ban đầu ấy, đây nó phải bắt đầu từ cái trang này. Đây là đầu tiên bọn sóc nó đến và nó chiếm chỗ của bọn ong. Đấy. Sau đó thì bọn ong mới khó chịu, nó mới nghiên cứu một công nghệ cổ xưa để tạo ra một con sóc máy mà có thể đuổi lại bọn sóc về cái vị trí cũ bọn nó được. Được không? Đúng không nhỉ? Tôi nghĩ là như vậy đấy. Ấy khả năng cao là như vậy. Ông chụp tôi mẫu với. Ê! Nhanh đi. Nào, là sao tôi vào tôi đứng này? Tôi đứng con sóc. Ồ không xoay được à? Xoay cái gì? À đây được. Nồi, chụp ảnh các thứ. Rồi xong. Ok, xong rồi. Nồi. Ok, ném lên làm album kỷ niệm các thứ. Hay khắm vai. Okay. Ok. Này, thế có khi nào bọn sóc là bọn xấu không nhỉ? Tôi không biết nữa đấy.
Có khi mình đang giúp nhầm người không? Cứ phải đợi xe đến cuối. Ủa? Nó có ảnh của cả gia đình mình. Nó chụp hình bé này. Ảnh cái hạt dê hạt điều. À không, hạt dẻ. Hạt dẻ. Ôi, tổ ngay phía trước à? Ok. Có chắc không? Có chắc là mình đang làm điều đúng không? Tôi thấy mình có thanh máu rồi. Vãi nồi, nồi nhiều thế. Đưa hàng nóng ra rồi. Nhanh đi. Cái búa, ôi nó sắp hình thành cái búa vãi cả nồi. Kìa. Đông quá. Tôi. Ui vãi nồi, tôi chết rồi, tôi chết không ngựa rồi. Không sao, sao. Còn tôi đây. Đây. Rồi được chưa? Rồi. Ok, đây nữa. Rồi. Ôi, bắn nhau ầm như chín cháo. Vãi cả nồi, nửa cái máu của tôi. Nhiều thế. Tiếp. Đang cố gắng đây. Đông quá. Phải nồi. Ok chưa? Đông thế. Mà bao nhiêu đàn? Đàn chất lượng ạ. Có chịu vậy? Ui. Nữa kìa, còn đến nữa này. Mình là người to, mình còn hốt một ong này rồi, đây còn người bé tí. Tôi không nghĩ là người to dễ hốt rồi. Ý là người to đấy. Không, ý là người to thì mình đã hốt đi. Ý hốt ở đây là sợ ấy. Mình đang có dùng từ hốt là sợ à? À không, tôi không biết. Ôi dồi ôi, cái gì đấy? Sao nó làm cái búa? Vãi, ô. Trượt rồi. Ôi, đây còn trượt, vừa trượt vừa đánh nhau nữa hả? Ê, trượt đến cái nấm được này. Trượt cái nấm. Ê, bắn đi, trời ơi. Bắn giúp tôi, bắn rồi, đúng rồi. Vãi trưởng ạ. Tường nữa này. Các thứ. Các kiểu con đèo điếu. Tôi hết đạn rồi. Ôi, được rồi, không sao, tiếp tục được. Kìa, trước mặt. Vãi cả cái kéo. Vãi nồi. Đủ trò hết này, bắn này. Rồi, ok. Cái gì đây? À vẫn còn tiếp. Giữ đạn đi. Đây, bắn này. Rồi. Ui, thấy cả ao sẽ mình cái kéo. Vui mà là. Đây là cái nữa. Đây là cái búa. Kéo với chả búa. Holy cow. Bao thì bao nhỉ? Kéo búa phải có bao chứ. Tôi nghĩ. Đây. Đông quá. Tôi biết. Rồi được. Ok. Vẫn còn cái tường kìa. Rồi sao? Wow. Nãy này. Cú quá các bạn ạ. Phê quá. Nghiện thế nhở. Gây nghiện mà, chứng gây nghiện. Bắn không tới. Phạt khắp nơi hết. Tường này. À, nửa cái máu. Làm sao, mất một phần tường. Kìa, bắn đi. Bắn này. Wow, quay chậm nữa các thứ. Giờ sao đây? Ra ngoài à? Ừ. Vãi sao tôi cắm đầu nó tội vậy? Người ta gọi đó là đầu đất. Tự nhiên. Giờ sao đây? À, đi nước là không được. Tức là phải đi đường khác, tại vì là mình lỡ trôi ra ngoài rồi. Ừ. Có thuyền luôn ạ, vãi nồi. Đây là cái gì đấy nhỉ? Nhưng mà cái nắp gì đó. Đó. À, giống nắp thùng rượu này. Khiên ấy. Cái khiên cổ ấy. Ok. Hoặc là cái mẹt cơm. Mẹt cơm. Rồi. Ủa rồi lái kiểu gì? Đúng rồi. Không có bánh lái gì cả, không có chèo gì cả. À, và mình tận dụng luôn cái khẩu súng này để cái động cơ. Vãi nồi. Cắm nhanh chơi. Đừng kìa là. À ông phải lái đó. À đúng rồi, giờ tôi sẽ phải lái. Chắc là đi hướng cái lỗ kìa. Hay vậy. Quý vị vậy. Hay vậy. Ôi rồi, nghe việc chúng ta trôi trong nước cống thì không vui lắm. Nhưng mà hey. Trên kia nó bỏ tôi luôn kìa. Wow. Ui. Cẩn thận đâm vào tường ạ. Ông bắn nó đi, bắn được không? Đúng rồi. Bắn được luôn à, không cần ông phải ấy à? Ok được, không sao. Ê, chơi. Ok. Rồi, ok.
Yên tâm. Ông nên nhớ là cái thuyền này có thanh máu. Nhà tôi ba đồi bắn súng. Ừ, xong bị chú không ăn bắt. Này, tới giờ tôi thì không vào được quân đội tại vì là tàng trữ vũ khí trái phép. Hả? Nhà tôi ba đời bắn súng, đến giờ tôi thì không vào được quân đội vì tàng trữ vũ khí trái phép không? Đó là câu chuyện thật hay là chuyện ảo? Chuyện ảo, ông bị điên à? Tôi tưởng chuyện thật nên tôi mới tôi khiến tôi suy nghĩ với. Uầy. Uầy. Xuống cống rồi hả? Kia là cái cống phía trước mặt đúng không? Đúng là cái cống chứ còn gì nữa. Vãi nồi. Ừ, nó kéo đến đâu nữa kìa. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ủa đi đâu đây? Ui, mất máu thuyền. Ủa mình phải đi đâu? Vãi nồi. Tôi không thấy đường nào để đi cả. Thôi cống đi, thôi cống đi. Ok, thế tôi đi thẳng lên cống luôn nhá. Phía trước mặt. Ờ. Tôi sẽ cố gắng tránh hết sức. Wow. À, cái cống phía bên trái tôi thấy rồi. Cái thuyền có máu à? Ừ. Cố lên, cố lên. À kia kia bên phải, bên phải. Ừ, phải tôi có, thấy nè. Ôi, sợ vậy. Ui. Có chuyện đấy, có đấy. Tại vì mình bị cuốn vào cái dòng của nó. Được rồi. Thôi. Và cái này. Ui. Đến đây rồi mình phải làm gì? Tường rào các kiểu, ở đây đu ở đây à? À đây, bắn này, mục tiêu này. À, đi tiếp được, đi đi. Lái thuyền. Thú vị đấy. Trời ơi, những người lèo lái tương lai thế hệ trẻ của đất nước. Úi giời. Càng ngày càng xuống sâu quá, tôi thấy thế hệ trẻ này xuống sâu quá. Đây đây vào đây. Ôi. Kìa, cẩn thận, cẩn thận. Thuyền nó còn có 2/3 máu nữa. Không sao, không sao. Trời ơi. Rồi, được rồi. Ổn chứ. Ổn rồi, ổn rồi. Má nhìn như hang sơn đồng vậy. Di sản thiên nhiên thế giới đi không? Mà tại sao lại có hang sơn đồng ở trong cái cây cổ thụ? Sơn đồng của bọn ong bro. Bên phải. Ở đây có 2 đường hả? À không, vẫn có 1 đường. Ừ. Ôi, ôi đến kìa. Ui, cái ông phải giúp tôi rồi. Cái ông phải giúp tôi rồi. Bây giờ tôi không thể phóng được. Tôi bị kẹt ở đây mất rồi. Ờ, ông không thể làm gì được hả? À được. Ông quay lại được mà. À được. Nó làm ồ, tới rồi. Lốc xoáy. Vãi nồi. Và rồng à? Ông biết nơi nào an toàn nhất ở cái lốc xoáy vào rồng không? Ở trong nó đấy. Ờ. Bây giờ tôi lao vào luôn nhá. Vãi nồi sao nhiều thế? Không ổn đâu ạ. Phải tránh nó, phải tránh nó. Tôi nghĩ phải tránh nó đấy. Ừ. Sợ thế. Nó sẽ có quy luật đi đúng không? Lại còn trên cao khi các thứ rơi xuống nữa này. Ôi nó thôn mình, nó thôn mình. Ây. Trước mặt có con sâu. Rồi. Mình lên trên này rồi. Rồi, bay xuống cái thuyền. Ờ, mình bay được rồi đúng không? À, rồi, mình nhảy, okay. mình bay xuống được. À, tưởng gì? Cái thuyền thì nó không bị hỏng. Gì? Còn mình chỉ bị bay lên thôi. Cẩn thận. Okay. Nhưng vẫn nguy hiểm lắm. Ờ hả. Biết đời nào. Mấy con sâu này. Con lợn sâu này. Con đục dừa, đúng con đục dừa. Nó lại đuổi theo thật à. Ai, đâu không sao, không sao. Không mất máu. Quả đó hơi nhẹ. Ok. Ui, khó nhỉ. Căng đấy. Sao căng. Ui. Hình như lốc xoáy ngay phía sau mình đúng không? Bắn lục tiêu, bắn gì đó để cho nó mở đây. Lại à. Vãi nồi. Nó dừng rồi. Bắn lốc xoáy nó lùi lại ạ. Nó đang quay lại đấy, nó mở cửa như khi nãy. Cửa, đó, đây rồi, ok. Đi tiếp đi. Ui, sâu thế. Tương lai đất nước ở đây hả không? Tôi không biết, tối hết rồi. Đen thui. Tối thế. Đẳng. Rồi, wow. Xuống cống. Đến nơi rồi. Ui, lại còn cái bạch tuộc ở đây. Đúng mấy con bạch tuộc, à con gì? Sao lại có sứa ở đây, có sứa không mày? À, sứa chứ phải bạch tuộc nhầm. Mình xuống dưới sâu cái đáy biển luôn rồi hả? Ủa, kia giấy. Ok, cứ đi tiếp đi. Vãi nồi, sứa. Không biết được. Không biết sứa này ăn được không nhỉ? Vãi làm gỏi sứa à? Ừ. Ông dân vùng biển đúng không? Ông hay là ăn mấy cái đấy đúng không? Tôi chịu rồi. Tôi nghĩ tôi thấy sợ rồi. Vị nó như thế nào? Thì nó nhạt nhạt thôi. Sứa toàn là nước bên trong đó thôi, có gì đâu. Hơi dai dai và nhạt. Thế sao người ta có ăn? Thì người xong người ta trộn với các loại sứa như nào? Nó trộn với các loại mắm muối gì đó. Ủa, đi được không?
được này. Ồ, cái gì nè? Ồ, cái dấu chân. Ồ, cái gì đấy? Cái gì xanh xanh vàng vàng các thứ? Chữ ký người nổi tiếng không? Giờ làm sao? Kìa. What? Giờ là... à, chắc là phun cái ống này để bật nó lên. Ôi trời ơi. Ồ, được rồi nè. Thắp nến. Rồi sao? Oh boy. Này, có khi nào mình nhảy nhảy như mấy con cá Dory không? Ờ, boing, có khi này. Boing. 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 Ôi, đẹp vậy. Mình boing. Nhảy lên cái nào là sáng cái đó giống như phim Avatar ấy. Cái như cái đoạn ở trong rừng ấy. Không, không. Cái này giống chú đi tìm Nemo á. À. Đấy, cực lượng. Chết luôn rồi. Ôi, đẹp thế. Tôi thích cái này vậy. Boing. Đây rồi, đây nữa. Ờ. Wow. Ok. Ôi, vào trong rừng nấm này. Ủa, sợ vai như kiểu forest vậy. Nấm nó mầm mọc to lên này. Có hai đường đi à? May đây không phải nấm độc. À, hai đường nó lại tập trung một chỗ thôi. Ờ hả. Ui. Vậy. Vãi thôi. Ôi, tranh vẽ này. Cổ xưa này. Ờ. À, ngày xưa là có một cuộc kháng chiến chống con này. Hả? Sử thi tức là sử thi sóc. Sử thi là tức là sóc. Ngày xưa những con sóc này đã nổi dậy kháng chiến. Con này lái xe tăng hút vào trong cái người con này. Con này thấy khó chịu quá nên phải tự tử. Ui, ui cái xác chết này. Ồ, boy. Ui, vãi nồi. Nào tụi đã chiến thắng, tụi đã mừng quá. À, ê, sau này, đó là, sau đó con người kéo đến đưa máy xúc đến cạp bay nhà của nó nên nó mới tức giận. Xây nhà đến này. Con người đến á? Ừ, thì đây là cái hình con, này. Đúng là con người đến, đúng là con người đến các bạn ạ. Mình nhìn mình cứ tưởng là kỷ niệm 34/1/5. Ui, công cụ đây. Ồ, và gia đình con này. Ong và những con sóc đều rất là ghét người. À, đây là mình này. Ừ, mình gia đình mình đấy. Một nam một nữ vậy là con ở giữa con BD. Ô tô vít này. Sao nó lại ăn trộm giấy vệ sinh của mình? Không biết. Nó lấy giấy vệ sinh của mình để chi vậy? Vãi nồi. Không biết. Ủa bút màu của mình này. Lấy hết luôn vãi nồi. Xong rồi đây, đây bật sáng này đi. Cái bức tranh kia hình như là tụi nó đang tìm cách để phá nhà mình hay sao ấy. Ở đó xây dựng một cái gì đấy để cuối cùng là tổng tiến công vào nhà mình ấy. Ừ. Còn này mình sống kiểu gì mà mọi người đều ghét mình, mọi con thú vật đều ghét mình vậy ta? Tôi không biết. Ôi. Từ cái công cụ đến động vật rồi. Tôi tưởng tôi có thể đu dây leo được. Nope. Nhờ trình càng trình đu của tôi không có nên là yeah. Ồ cái gì đây này? Cái gì đây? Như cái gì đấy? Wow. Vãi nồi. Wow. Sao như chuyện thần tiên vậy? Yes. Vãi nồi. Cười ghê vậy. Ủa cái đó là cái gì vậy? Cái này không biết nhưng mà ông phải điều chỉnh bản thân ông đúng rồi đấy. Ờ. Mình chỉ cần rơi đúng vào cái đó là xong. Wow. Thì có. Vãi nồi. Hay vậy. Phê loài kèn. Yay. Rồi. Vậy đây rồi đi đâu? Đây này, à, cái cục này này. Không. Giờ cái cục này nó biết di chuyển này. À lên trên cao hả? Ờ. Xin vãi. Ôi, đẹp phơ lờ. Đẹp cực kỳ luôn. Trời ơi. Ôi con cá. Hả? Cái gì vậy? Cưỡi nó được không? Vãi nổi chết rồi. À, mình cưỡi được đấy. Cá chê, một loại cá chê. Nó đâu đưa mình đi đâu vậy? Sứ sở thần tiên à? Đây là hành sứ sở thần tiên thật rồi. Game này nó bắt đầu với một cái kiểu đối diện rất là bình thường. Với những dụng cụ, công cụ rất bình thường. Nhưng mà đến đoạn này nó bắt đầu kiểu magic vãi nồi. Magic. Ôi nghiêng kìa. Ôi có vụ nhanh luôn à? Nó nghiêng đấy. Vãi nồi. Vãi nồi đảo à. Đây con ngựa tôi không biết là cái con cá này là tổ lái. Tổ lái chất vậy. Ok. Má ơi. Uầy đẹp ơi. Mình đi ăn thấy. Ai mà nghĩ được đâu, cứ tưởng con cá này nó sẽ là một màu sắc boy. Không ngờ nó lại là một đằng đầu cắt môi. Khổ thế.
Ui, ôi nó nghiêng kìa, nó ôi nó nghiêng lật ngược luôn này. Vãi nó lộn luôn ạ. Đấy con ngựa. Đấy, châu chấu đá xe, cào cào đá lửa, các kiểu con đà điểu đây á. Lại lấy chữa rồi. Bực vãi nổi ra. Ôi mấy con nhiều gái khác con này. Ừ. Còn một đàn luôn ạ. Ơ thế mình đi khi nào, khi nào xong? Ai biết nó đưa mình đến đâu mình đến đấy thôi, mình hãy tận hưởng đi. Ôi, biến mất rồi. Vậy đẹp vậy. Rồi nó vẫn sống ạ. À. Vậy thì dễ thương rồi. Vẫn sống luôn. Well, be grateful you're in good shape. Oh yeah, thanks May. I meant good shape in this world. Oh. So you're saying I'm in bad shape in my real body? Oh, I didn't say that. May, I am made of clay. Could you run, jump and fall like this in your real body? No. Exactly. So, enjoy it while it lasts. Yeah. Enjoy các thứ nữa. Ui, cái trống bay chắc là lại trò chơi nữa rồi. Hả? Đâu, trống bay đâu? Trống bay này. À đây à. Là cái mini game mới hả? Không đi đâu đấy. Hey, biết đâu. That looks like a shooting range. À, bắn đâu ạ? À? Wow. Bắn ai thế? Ua. Rồi bắn sao? Hey, biết. Sao không bắn kia? Phút. Chúng mày xứng đáng được hưởng khoan hồng. Bùm. Bắn đệ. Bùm. Ma, bao năm học quân sự mới để thế này hả Dương? Có bắn cái gì? Tôi không biết tôi bắn cái gì. Từ từ để tôi đi nốt cho cái bên còn lại đấy nhá. Thậm chí mình còn chưa biết là cái trò gì mà. Ui, âm mưu thôi hả? Ám sát thôi đúng không? Vãi nồi, ác. Ủa cái này làm gì vậy? Tôi không biết. Ơ, hai khẩu súng hả? Ừ. Ué, bắn nhau hả? Chắc là vậy. Ra xem thử cái mini game là cái gì. Ờ, đây này, cái mini game ở đây này. Ra thử đi. Chắc là bắn nhau rồi. Nhưng mà làm sao lại đến cái trống đó? Lăng gờ, đăng gờ. Nhảy, nhảy, nhảy ở giữa. Hay là tôi phải bắn. Ông phải bắn nó, ông phải bắn cái tôi đang phọt. À, đẩy ở đây chỗ khác được. Ồ, chạy chạy. Và ông đã tự tử. Ủa, nó có di chuyển được không? Tôi không thể di chuyển gì hết á. Ông đứng ở chỗ tôi thử xem. Ví dụ tôi đẩy ở đây chỗ khác được không nhỉ? Từ thế này này. Chả khác gì cả. Nó vẫn thế à? Ơ, nó đang cáu kìa. Nó hỏi thằng cha mày, thích chết không? Ủa rồi sao? Nó trả được rồi thôi, kệ. Ghét quá. Tôi muốn thử. Ủa? Ông có thể đu dây hả? Hả? Đu dây để làm gì? Ai biết đâu. Hay là mình có thể bằng cách nào đó mình đu dây bay lên trên cái trống ấy không? Không. Không, không có chuyện đấy đâu. Tôi nghĩ là có đấy. Có gì? Không được. Ê, tôi nghĩ các chuyện có thể đu dây ở đây cho nó được đấy. Hay là hai người thử dùng hai cái súng xem thế nào. Ờ, có khi. Sao nó lạ nhỉ? Ông thử sang súng bên kia đi. À, là waiting rồi. À, như vậy có khi cả hai người phải qua. Có khi thế, tôi không biết nữa. Bắt đầu hai cái súng màu hồng bên đây vậy. Rồi, chúng ta sẽ làm gì với cái này? Ồ, đây này. Đông có thể đổi được súng cửa. À, nạp, nạp đạn. Ok. Ta đi đi. Từ từ, tôi xem thử nhá. Don't let the moving target reach your side. Ờ, tức là không không để a bắn để cho cái mục tiêu nó không không sang phía bên mình ấy. Kiểu đẩy mục tiêu ấy. À, lại chơi với nhau rồi. À, hiểu hiểu rồi. Vãi nồi. Thế này hả? Đẩy 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 đẩy. Vãi đông vậy. À, tôi dính một cái rồi. Nhiều thế. Tôi đang làm cái gì thế này? À, tôi mất một cái rồi. Không kịp.
Mà đông thế. Ôi nó có di chuyển nữa ạ, à, vãi nổi. Tôi mỏi tay quá. Ồ, ông giáo kìa. Ông giáo kìa. Ủa, tôi không thấy cái nào của tôi luôn. Tôi không kịp thấy luôn. Vãi đông rồi. Đông vãi thôi thôi. Ôi, giờ đi đâu? Vãi rồi. Ai biết. Đi thôi. Đây này, có đường này, có đường này. À. Đây, 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 đây. Đi đâu đây? Ủa, thì đúng như vậy. Tại sao nãy giờ chúng ta không thấy cái đường đó? Ờ, từ nãy giờ tôi vẫn thấy mà tôi không chỉ thôi chứ. Vãi cái này mình có thể phọt. Có đường này được không? Ồ, không được hả? No, đây, đây không phải đường rồi. Hay là bên trên? Bên trên kiểu gì? Tại vì có đường nào lên trên? Hay đây? Không, đó là cái chỗ để chơi là chính thôi à. Đây, 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 có đường đi này. Đây. Rồi, tưởng gì? Ui, lại có cả bên đó nữa cơ. Xịn thế. Ở đây có cầu nè. Thấy chưa? Sợ thế. Đấy. Ui. Còn nữa hả? Có mấy con linh hồn đang bay 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 bay. Ow, ow. But that's a deep pit. Mấy con linh hồn à, đây chắc là mình nhảy nó nè. Con nhảy đâu? Tôi biết, chắc là qua bên kia. Nhảy ở giữa à? Ờ. Hey. Rồi giờ làm sao? Ui. Ôi, lại gì nữa rồi? Wow, đi lên. Hả? Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ôi, ôi, ôi. Ao. Ở vai nồi. Ê, mình phải né. Mình không bắn được nó. Ao. Ông chết được kìa. Ao. Sao vậy? À. À. Vai nồi. Wow. Khó nhìn quá. Khó nhìn thật đấy. Cố lên, tránh nào. Ao. Này con người lại chết rồi, gì vậy? Tôi nổ cái máu rồi. Ô hãy hết. Ok. Tôi sống. Ờ xong rồi hả? Hết rồi, hết rồi. Hmm. Mệt. Phải là thang máy ạ. Phải cần nồi. Chịu luôn á. Chúng ta vẫn chưa đến được cái chúa ong. À đây, hết rồi. Chưa. Dạ, con nước kìa. Rồi bên này, bên này. Ok, ok. Rồi, ok. Vẫn chưa xong rồi. Wow, 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 wow. Cái tổ nó ngay trước mặt rồi này. Chắc là mình quay luôn hả? Không được rồi, không được rồi. Không qua được. Tôi tự tử rồi. Ê, nó vẫn còn hả? Vẫn còn cái máu hả? Vãi nồi. Ở đây, hồi sinh ở đây. Ok, 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 ok. Ok. À, vẫn còn lên nữa à. Ồ, phía bên trên ông nhìn này. Nó là một cái cửa gì đó, ông nhìn bên trên đi. Cửa trời đó. Ok. Ờ, nhà hay có mấy cửa này mà. Ờ, đúng rồi. Uầy, vãi nồi. Vãi nồi đấu trường á. Đời đấu trường La Mã rồi. Ôi. Thôi chết rồi, vào bẫy của nó, con ngựa nó rồi các bạn ơi. I don't know, but they look pretty angry. Nó còn đánh cả trống luôn. Uầy. Uầy. Vãi nồi. Bọn này là bọn tế giác đấy. Ok, nó nhìn giống bọn hung nhưng nó lại không có mùi đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ theo nghiên cứu thì con này có thể công phá có thể chứa được sức nặng thì như gấp 1000 lần cơ thể của nó hay sao. Con này khỏe lắm. Ui. Không, không được. Không, không, à, cái này. Ô, cái gì đấy? Vãi nồi nó tạo ra một cái sóng. Bắn cái kiểu gì? Đây này. Cái gì để bắn á? Tôi bắn vào được mấy cái hốc này nhưng không biết để làm gì. Ôi. Ông à. Có khi lại gần đấy xong bắn à? Ờ, bẫy đấy. Bắn nào. Rồi, đúng rồi. Hiểu. Đây bên này, bên cạnh này có luôn. Rồi. Wow. Ôi, ảo đọc quá. Nổ mất rồi. Tôi tại vì tôi bắn ở đây đây nữa. Dụng vào đây, dụng vào đây. Đây 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 đây. Đúng rồi. Ôi, hay quá. Bên này tiếp. Đục. Đấu trường La Mã. Đây, nó sẽ nhắm vào tôi chắc. Bên nồi. Ô. Ôi. Ở đây.
Đây đây đây. Boom. Đúng rồi. À. Còn cái nữa. Yes. Rồi, đứng bên này. Tiếp tục, tiếp tục. Boom. Yes. Vậy yes. Nổi. Xịn thế. Chết mở mắt luôn. Cay chưa? Cay chưa mấy cưng? Ờ, đợi đã, đừng giết em. Em là con bọ thôi. Em không thích bọn ong này. Ừ. Sao mày lại ở phía bọn nó? À, em đánh vì tiền thôi ạ. Ừ, đúng rồi. Linh đánh thôi. Ăn chay. Lại nổi. À, và bọn ong nó sẽ trả cho con này phấn hoa. Ừ, để ăn. So if you help us take her down, you can have as much nectar as you want. Ôi, mình bảo thế. Con này là mình đang dụ con này là giúp mình tiêu diệt cái con ong chúa, để nếu tiêu diệt con đấy thì sẽ có được tất cả cái số mật ong nó thích. Cái phấn hoa nó thích. Ừ rồi. Ô, nó cho mình bay cùng luôn. Mình đi luôn. Này mình lợi. Ôi. Ô, à, mình lái được. À, tôi là điều khiển di chuyển. Tôi là điều khiển di chuyển. Ôi, máy nổi. Hay lắm. Tôi chưa kịp nhìn. Ông thì bắn đi. Ông thì bắn đi. Bắn gì vậy? Đó. Nó đang thả bom kìa. À, rồi rồi. Tôi đã không hình dung tôi đang bắn cái gì. Ai? Hết máu rồi. Máy nổi. Mình không biết gì hết. Giờ còn đúng 2 vạch. Đây con ngựa. Không nhìn thấy, không nhìn thấy luôn. Ok lại. Ok. Trưởng. Lú vai. Đây đoạn này đúng không? Kìa. Uầy. Nữa này. Cái này hố khó nhìn đấy. Còn nó xây này, quả cầu này là ngang kéo voi về dây mã tổ của nó rồi. Ôi đi đến đâu sập rồi đó. Phải nổi giao thông công cộng. Tôi chạy đi gấp. Rồi. Ông tránh được luôn hả? Thì tôi tránh. Ôi, lú ai, cái lú ai. Chạy bề mặt ngang luôn phải nổi. Ôi. Ôi, một tố kìa, bắn đi. Wow. Hay quá, thành lương cái hang đi. À, con kia trên đầu chắc không sao hả? Nó rơi xuống không? Không biết. Không hả? Không. Uầy, hay vậy. Hay. Mấy con ong ác vậy. Okay. Ôi, lỡ. Mấy con ong ác vậy, nó cầm chính con nó để làm bom để thả xuống đầu mình. Top 10 sự thật thú vị các bạn không biết về loài ong. Bay. I believe I can fly. Uầy, mọc cánh luôn. Nó vốn có cánh mà ông. Mọc cánh. Ôi bay lên luôn. Ôi đông thế. Chết rồi. Chết rồi. Vãi nổi bên năm 2. Ván này chơi không được rồi, cháy rồi. Dùng thế máy bay vậy. Gì vậy? Giờ hăng quá, lao lên. Có tổ rồi. Thế rồi, khổ con kia vậy. No. Xong. Vãi nổi. Mình chưa lợi dụng được hết cái khả năng của nó mà. Đấy rồi. Đấy. À, sao mày dám thách thức nữ hoàng? Bố mày biết là mày không phải nữ hoàng thật. Mày chỉ là con người máy thôi. Nói dối, tao là nữ hoàng siêu đỉnh đẳng cấp. Đấy, Supreme. Ừ. Rồi, ở thắc rồi. Quánh mình. Làm gì? Quan trọng là mình kiểu làm cái nào để mình chứa nó. Cứ đánh được lính cái đã, hết lính chắc chắn sẽ đánh được mặt nó. Ồ, oh, được hả? Ờ. Bắn nó mồm được em, bắn nó mồm được. Đây, đang bắn đầy mặt luôn đây. Chết rồi, tôi hết đạn rồi. Oh boy. Giờ mãi đánh nó quá. Not good. Ok, tiếp tục. À không, các bạn. Nó có điểm yếu này. Điểm mà nó... Ừ, đúng rồi. Tôi đang bắn vào điểm yếu của nó này. Đúng rồi. Ồ, chết. Ồ, chị ép là gì đấy? Ồ, lên được này. Tôi đang lên, chuột lên làm gì? À, điểm yếu của nó bên kia nữa cơ. Ôi, sao cháy hết rồi. Có điểm yếu sau lưng của nó này. Kìa, nhưng mà chưa tới được. Đây, để tôi lên. Đằng trước cũng có không ạ?
Ờ, đằng trước đằng sau đều có hả? Wow, quá. Kìa, ô, nó khiên à? Ờ, nó làm thành khiên luôn. Được rồi, chưa? Bắn để yếu đi. Rồi đây, cái phần bụng của nó này. Đó, tiếp tục. Ôi, rồi ôi. Không sao. Nó làm hết cả khiên phía trước này. Ao, đau quá, ôi thì cái tay nó vào mình á. Ờ, nó làm thành cái tay luôn. Wow ơi. Kiếm à? Giờ thành kiếm rồi. Dậy luôn. Rồi, đây, bụng ấy này. Nữa nè. Rồi, được rồi, mày đánh loài bụng ở đây rồi. Vác cả nồi, ui, nhìn thấy mày bay nó vác cả nồi. Vác nó cả nồi mà. Đi đây. Nữa hả? Giờ là vác chóng mặt rồi đấy. Đau phết đấy. Nữa hả? Nữa này. Là mình cần phải tìm được cái điểm giao giữa các quả bom của nó. Ôi, tôi chết con ngựa rồi. Cẩn thận nhá. Cẩn thận, tôi không cần nhiều tình yêu đâu. Ôi, tôi sống rồi. Tôi vừa mới chết. Rồi. Rồi, ok, hết. Ôi, rồi. Ờ, tôi nghĩ là bây giờ mình phải đi lên đằng sau đó đấy. Đi sau lưng nó đi. Tôi không lên được nè. Nó làm được cái, nó làm thành cái khiên luôn rồi. Nó làm thành cái khiên, nó chặn tôi hết rồi. Ok, không sao, làm lại. Thử lại đi. Từ từ, còn nhiều lắm. Ôi, rồi ôi. Để bắn mấy kiểu nó đó. Ờ, phải bắn khiên của nó đã nhá. Rồi, lên nhá, lên nhá. Bắt đầu này. Ôi, nó quay theo mình à? Ôi, nó quay theo luôn, vãi cả nồi. Rồi sao? Đù. Ai, tôi, à thế thì mình một người lên. Ông phải lên, ông bắn trước đi. Ờ, wow. Ok, cho tôi lên nhá. Nó lại làm cái khiên rồi, nó chặn rồi. Ông nhìn tôi này, nó làm cái khiên nó chặn hết rồi. Ôi, sao ta? Tức là mình phải vừa đập được hết cái đống khiên đó. Rồi, mình tập rồi á. Nó nhiều quá. Ừ, nhiều thật đấy. Đây, khiên bị thủng rồi. Nhưng mà không đủ. Tôi phải đứng đây cho bắn khiên nó. Ờ, tôi phải đứng đằng này cho bắn khiên không ạ? Ờ. Rồi, tôi lại lên lại nhá. À, con này. Đây, sao đít đây. Tôi phun rất là nhiều và đít rồi đấy. Khá đủ rồi đúng không? Ừ, rồi ông lên đi. Để lướt tôi, Rồi. Vỡ đi rồi. My beautiful skin. Nữa rồi. Làm gì ở đây? Đã đánh bom tiếp hả? Ôi, vậy cả kéo. Ai? Má ơi, cắt cửa một cái. Má cả nồi. Ao, đau quá. Nhiều thế. Không bắn được đúng không? Ờ, không bắn được. Chạy vòng quanh thôi. Vòng quanh sô-cô-la. Ê, nhưng mình dụ nó xuống dưới hay sao á? Không, nó biết bay mà, dụ cũng phải trả dỗ cái gì. Ủa, giờ làm sao? Sao lại có một cái màu trắng trắng kia? Ủa, thế giờ làm sao? Ủa, ý là sao? Không, một thời gian thì nó sẽ hết thôi, tôi nghĩ là vậy. Tôi chết con ngựa rồi. Ôi, tôi biết. Đây là điểm yếu đó, đây là điểm yếu đó. Bây giờ hả? Bây giờ là phải leo lên đó lại. Với điều kiện là giết hết đống khiên. À, nó không có khiên thật. Ủa? Đây, còn ngực, còn lưng của nó nữa. Ok, được rồi, để tôi chạy lên. Ok. Bắn chưa? Bắn rồi. Rồi xong, vãi nổi. Hồi sinh, không sao. Rồi, chưa? Tiếp tục, một lần nữa. Lại kiếm nữa này. Rồi, lên tiếp nhá. Để xem điểm yếu ở đâu. Lại mấy khi mình sau, vãi nổi. Rồi, lại lên tiếp nha, đi đường vòng tiếp nha. Khi mình đi đường nhanh như thế này thì tụi nó sẽ không đánh mình được. Nếu ở dưới sân nó sẽ đánh mình dễ hơn. Được chưa? Rồi, đang lên lại đây. Sao nhiều khiên vậy? Ông có nhìn bao nhiêu đống khiên nữa cứ bay xung quanh nữa. Tôi bắn vỡ bớt khiên nữa. Tiêu. Từ. Lên tiếp. Khiên tôi phải hỗ trợ ông bắn khiên ấy. Ừ, khiên nhiều quá. Được rồi. Ông lên nào. Rồi. Yes. Ồ không. Ui rồi. Nó không ăn được, nó đạp đổ à. Ừ, giờ nó đạp sập hết luôn rồi. Giờ mình sẽ đi vòng vòng thế này. À đây. Đây. Đúng rồi. Có cái bắn phản xích của nó. Ôi, chóng mặt thế. Vừa kiếm vừa khiên bay tù lum tà le. Đây, đúng rồi. Đau mắt lắm. Tôi hết đạn rồi. Ê!
báo lại được, báo lại được, báo lại được. Nhảy qua, phải nhảy qua kiếm nó. Rồi lại tiếp tục. Rồi là thế nào mà nhìn được? Khó nhỉ? Có lẽ gần được rồi đấy. Ui. Rồi tôi đang... Rồi, được, 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 chưa, được chưa, chưa hả? Thần xong rồi. Rồi, ok. Chưa xong, chưa xong. Ôi, khiên nhiều quá. Má ơi, căng thẳng quá. Bắn chút tôi nha, đúng rồi. Vẫn còn nhiều khiên lắm, chưa? Hết khiên chưa? Mới hở một tí à, cũng khá rồi. Từ từ từ, do bây giờ lại có kiếm bên dưới đấy. Ok, ok. Rồi, được rồi, này, hở ra này. Rồi, ui. Ui rồi. Sao thế? Được chưa, được chưa? Rồi. Còn một tí nữa. Phát nữa, phát nữa, phát nữa, phát nữa. Lại khiên. Ây, tôi nghĩ được rồi. Ô, yes. Tuyệt vời. Nó rụng rồi. Ồ, nách tà này. Phấn hoa. Nó vẫn cố gạo đấy. Ô, con gì ở bên trong đấy? Ừ, có bên trong này. Vãi nồi béo thế. Vãi nồi. Chết rồi, chết rồi. Rồi, à, lừa đảo rồi. Mình nhận ra là bị lừa rồi. Thôi sao? Bumblebee là con gì? Là con ông. Chắc vậy. Ông gì ta? Không rõ lắm. Ui, tham nhũng nữa. Tham nhũng phần hoa. Tổ đơn xuyên chết con này. Ủa, chi vậy? Cứu nó đi. Mình giúp nó à? Ồ, mình sẽ bắn cái hộp phần hoa này hứ. Rồi. Ui. Đi. Vãi nồi. Sao mình bắn chết nó rồi để cuối cùng chỉ để mình cứu nó hả? Logic đâu vậy? Tôi không biết nữa nhưng mà mình phá hết cả tổ của nó luôn rồi. Rồi sao? Có thể cuối cùng mình giúp được bọn sóc rồi đúng không? Ừ, mình phá hủy được tổ nó rồi, cứu được con ông chúa về. Tại sao lại cứu trong khi nó lừa đảo? Mà tội nhất là con bạo hung kia. Con bạo kia bay màu mất, chết mất tội với. Giờ tôi không còn là nữ hoàng nữa, tôi chẳng còn lý do gì để sống nữa cả. You are special. You are one of the noblest pollinators in nature. I am? Yeah, of course. Bees pollinate crops that feed 90% of the trời, tuyệt vời. Humans would just die. He's right. Really? Tức là à, con này có ong mật à? À đâu, honeybee là ong mật, bumblebee được nó lại không là một loại ong. You two, why haven't you killed the traitor? Họ đang hỏi mình là tại sao mình lại chưa thích con này. I mean, we don't need to kill her, do we? Oh, so you're on the same team now? Chết rồi. Rồi. Vãi nồi. Vãi nồi tan sát rồi. Con này thấy mình cứu con ong kia nên là nó muốn giết cả mình luôn. Ừ. Vãi nồi bắn bao nhiêu vậy mà không trúng ạ? À? Trời ơi, con này đến từ trong Star Wars à? Đúng, đúng rồi. Rồi xong nó bay luôn. Vãi nồi. Vãi nồi. Nó phản bội vãi nồi. Máy bay bay. Thôi có máy bay, máy bay, máy bay. Sao tất cả mọi thứ đều phản bội vậy? Ừ. Máy bay làm từ quần này. Làm từ quần xịt. Lên. Ui. Đúng là đời méo tin được ai các bạn ạ. Bắn lại bắn linh tinh tình vậy. Ôi. Trời ơi, nó tin đến súng phòng không nữa. Pháo luôn rồi. Rồi, bây giờ chính nó sẽ lấy pháo phòng không. Phòng không của nó giết mình ư? Ừ. Đây, tôi lái được hả? Ông bắn nha. Tôi sẽ tiếp tục lái. Cái con béo này tôi sẽ giết nó. Gì đây? Ủa cái gì đấy? Ông bắn được rồi đúng không? Vãi cả đúng không? Lái đúng không? Tôi đang lái. Máy bay quần xì. Ôi nó có pháo bắn nữa này. Không của nó kìa. Chơi như kiểu bắn vịt ngày xưa buồn cười vãi. Uầy. Ok. Hay mà là. Vãi nồi. Máy bay quần xì. Máy bay quần xì. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Wow. Tiếp nào.
Cẩn thận. Thua. Khó mà. Cố lên. Nè 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 đã, nè đã. Ừ. Ok. Đây bắn 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 cái có hai đường à? Hai đường đi à? Uh-huh. Cười khó chịu quá rồi. Kìa, phóng lên. Phóng lên. À, ok. Pháo này cẩn thận nhá, này dễ va lắm. Kìa chuẩn bị nữa kìa, phóng đi. Ôi, ôi bay được rồi. Ôi, bay cả máy bay sóc. Bay cả linh hồn. Sóc bay. Sóc bay à. Bắn đi. Bắn đi. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi phía trước còn ông sẽ... Ôi! Bắn ghê vậy? Ok. Được rồi. Ủa? Ủa sao chết? Đóng đầu vào tướng. Không, tôi không thấy luôn. Tôi còn thấy chưa chạm vào đất nữa. Ok, lại. Ok, bọn nó vẫn ở kia. Đi bên nào ta? Dạ nha. Bên nào cũng được, một bên đi, xong một bên đi, xong một bên đi. Súng kìa. Có phòng không nữa kìa. Ai đi cẩn thận. Ai nó còn được. Sao được. Còn nửa máu. Ôi ơi, nó bắn vãi mồm. Ai nổi đằng sau. Thằng nào cũng có nhây. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm thật luôn đấy. Ôi. Cái gì đã phía trong kia đây. Mèo biết. Thằng lưới quốc sư của bọn nó à. Chắc là vậy. Ai. Nó bắn pháo à. Ai. Ôi. Cái gì đâu. Ôi, được rồi, bên dưới, ok, mở nào. Ôi. Ok, vẫn sống. Ôi. Làm sao nhá. Sao. Ok. Ông cứ lái đi, tôi sẽ đi được. Flappy Bird. Được trước rồi. Được trước có kìa. Ok. Rồi, ơi, nhiều quá. Rồi, xong. Vai lắm thứ vậy. Ai biết. Mẹ, trình độ quân đội này căng vậy. 90% quân của nó là đi ra nhập phòng ngũ hết rồi. Không ổn rồi. Rồi, phía trước. Ok. Ôi, không thấy đường, mất hồn. Mẹ, nhiệm vụ quân sự thì tốt nhưng mà huấn luyện bắn như nổi ấy. Ừ. Ok, ổn rồi. Đây rồi. Chưa ổn. Đây chưa, đây chưa. Đây ngoài trời đây. Bắn rồi à. Phải rồi. Ôi nó lao lên được. Còn nữa. Rụng súng rồi. Cái gì ấy? Không phải con khác nó lao lên được. Đánh tay đôi. Hai cả linh hồn. Trời ơi, solo luôn á. Solo luôn này. Nó sẽ nó định sửa mình. Ôi, chị mày thì căng. Ôi, hai vô từ combat. Đu. Trong khi đó tôi vẫn phải lái. Trong khi đó tôi vẫn lái luôn. Dạ, đánh lên. Bắn lên. Bay á. Đau. Bạ. Ôi cái chửi cái thứ đó. Con lên, ôi. Con cẩn thận, cẩn thận. Ôi tôi tiêu rồi. Con lên. Đúng rồi. À, mày. Đẩy con ngựa căng vậy. Như mô tổ con bé. Nó tiêu rồi. Ôi, kêu khổ rồi. Ôi không. Trời, má đánh phụ nữ vậy. Thua rồi nè. Khó thế. Cố lên, combat đi, đánh đi. Ôi, nó đã né rồi, không được. Làm sao mày đây. Ôi, cái trướng. Cố lên, được. Lần đầu học. Nó knock tôi rồi. Đây, cái gì đấy, nó phun cái gì mà đi giật. Nó ném được kìa. Không sao, ăn được. Được rồi. Ha.
bùm KO. Rung cả máy bay vãi nồi. Thôi thôi xong, đi tắt rồi, đi tắt rồi, thôi 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 thôi. Đổ bé rồi, thôi 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 thôi. Ôi. Ôi giữ kịp rồi. Lại vào cống nữa hả? Lại vào cống bây giờ bay bằng quần. Thành dù luôn. À, tôi không phải lái đấy. Ừ. Nghiêng bằng một bên thì sẽ nghiêng. Vãi nồi đừng đừng. Hay vãi trường. Có lời, có lời, có lời. Rồi. Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Rồi, rồi được rồi. Rồi, về giữa nào. Giờ có thể bay thẳng rồi. Phải một tí. Rồi. Phía trước không thấy gì hết, trái thật nhiều luôn này. Ok, giữa. Rồi. Trái một ít, trái. Trái, trái. Sao có cảm giác sắp đụng lên đất đến nơi ấy. Ok, ok, kịp, kịp. Ở, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Trái, đang trái hết cỡ rồi. Không gấp, không gấp. Chưa chết, may. Phải. Cố lên. Rồi, ok. Bên trái. Ôi, phải, trái, tụi lông ơi. Phải. Khó vậy. Qua sao rồi, sao rồi. Qua rồi. Trường vẫn còn nữa sao ấy. Phan rồi. Tự nhiên Phan Mạnh Quỳnh trồng cây đấy làm cái gì. Rồi đây đường, đây. Ôi. Mệt quá lờ. Phải bình tĩnh. Từ từ. Phải mày. Phải nha, đừng có tâm vào cây trong quay trái ngay luôn. Rồi giữa. Đây đây, bên trái luôn nè, trái luôn. Trái. Ok. Rồi thả giữa. Ê, ui, trái quá. Không, ok, ổn. Ui, lên rồi. Chắc cần phải đi vào trong ấy à? Window à? Ê. À, đi vòng đưa đường vào ha. Mèo anh nhìn thấy đường vậy, anh nhìn thấy rồi. Khó mà. Phải nổi làm lại. Mệt đấy. Rồi bên trái nào. Giữa này. Trái này. Rồi giữa này. Ok. Game kiểu thú anh rồi các bạn ạ. Chơi nghiện vậy. Đúng nghiện luôn. Giờ cô nha. Ôi. Okay. Trái vừa. Ok. Rồi. Trái một chút nhỉ. Rồi. Đấy rồi. Cửa sổ kia. Phải. Rồi giữa này. Thì đây vẫn còn thời gian nhìn thêm đứa con đâu à? Nhà vẫn ngủ. Mẹ ơi. Nhìn con này. Con tìm được con gấu này. Mẹ còn nhớ nó không? Không. Ôi. Mẹ lại đau đầu ư? Thôi được rồi. Không làm phiền nữa nha. Không bye bye nha. Phiền nữa. Con này con khỉ đầu chó à? Được không biết. Khi nào mẹ khỏe lại thì chúng ta có thể chơi cùng nó. Và tất cả những cái đồ chơi khác mà mẹ mua cho con nữa. Lâu lắm rồi chúng ta không được chơi với nhau. Nói với bố rồi. Nói gì đấy? Con nói chuyện với bố rồi. À nó nói dối. Tức là nó bảo là nó nói chuyện với bố rồi và nó bảo là bố muốn là hai người làm bạn lại. Quay lại. Quay lại làm bạn như cũ, tức là bọn trẻ con nó nghĩ là làm bạn, nó không hiểu là vợ chồng là thế nào ấy. Đấy. Tức là bố không hề nói thế, nó muốn nói thế thì nó hằn gắn. Phòng đẹp hết. Khỉ mặt trăng. Cút lấy mặt trăng của mày đi. Không biết hai người kia sao nhỉ.
cứ nằm ngủ vậy thôi. Không, ý là hai bố người thì ngồi. Đây 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 đấy. Hô 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 hô, vừa đẹp. Cũng nên như thế chứ, còn để cái quần đâm vào đầu đứa con, quần xì của bố đâm vào đầu đứa con này không hợp lý lắm nhỉ. Ừ, đúng rồi. Con bé kia rồi. Ừ. Thank goodness. Let's go and talk to her. Yeah, but we should be careful. We don't want to scare her. Are you saying too harsh with her? No, I meant she might get scared when she sees us. I mean, look at us. We've turned into a couple of dolls, remember? Of course I remember. Ready to talk to Rose? Why not? She's on. Đúng, mày đã sẵn sàng nói chuyện với Rose chưa? Without fighting each other? Of course we can. Còn mày không thể nói chuyện với không thể nói chuyện với con bé mà không cãi nhau được hả? Tao đổ tội cho nhau. Đổ nhau hết rồi. Tao chưa nghĩ chúng mày đã sẵn sàng đâu. Ừ. Rồi. Chúng ta có sẽ lên luôn. Rồi. À, không để cho nó ngăn. Ừ. Bây giờ mình phải đến luôn. Đợi đã. Nhưng chúng ta không thể khiến Râu khóc được sao? Ui, ai theo dõi này? Con đều khóc mấy đâu. Ừ, chúng ta sẽ tìm hiểu gì đó. Ừ, tìm cách để con bé nó khóc. Ừ. Quan trọng là ai đã đang theo dõi. Rồi. Ok, thế thôi nhở. Hơn tập này có lẽ thế thôi. Ủa, tập này dài hơn tập mọi khi đấy. Dài vậy. Thôi thì có lẽ là tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại lần sau thôi nhỉ. Tập sau chúng ta sẽ tìm cách để nói chuyện với con gái của chúng ta trong căn nhà này. Tôi không nghịch với điện được. Ê này, những cái ổ điện này như kiểu nó mang mếu ấy. Ờ. Buồn vậy. Nó mếu như các bạn, vì các bạn chuẩn bị phải tạm biệt đây. Tạm biệt các bạn, gặp lại nhá. Đừng quên làm một like của mình và cảm ơn link để mọi chút cả. Link sẽ để dưới phần mô tả. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.